Xin chào nha, hôm nay Tuấn và tôi giới thiệu với bên em chiếc Honda nè. Phantom gì đây? Của Honda luôn nha. 125cc nha. Giá cực kỳ dễ thương luôn. Xe máy riêng nha, dòng xe này máy riêng chưa có làm cái gì nha. Xe là nguyên riêng luôn, chưa có làm gì hết. Dòng xe Honda luôn nha anh em. Máy rất là êm, nhìn kiểu dáng rất là đẹp. Lớn tuổi sử dụng rất là tốt luôn. Anh em thấy xe đẹp không? Đồ nước sơn, nước xi rồi cũng rất là đẹp. Máy là nguyên riêng luôn. Chính hãng Honda luôn. Anh gặp rất là tốt. Bánh vỏ rồi, nhôm trên đĩa rồi còn rất là mới nha. Số máy là nó hiện từ này cho mình số 1 theo sáng hiện cho mình luôn. Đây là hồi máy nhầm xe chính hãng Honda nha, rất là bền, rất kỳ lợi xăng luôn. Mấy dòng xe nên em chạy năm mấy cây số một lít xăng á, mấy dòng xe này rất là bền. Máy nổ này, đây là tắt máy. Cần đèn xi nhan đầy đủ hơn. Mấy dòng xe này anh em nào lớn lớn tuổi anh sử dụng rất là nhẹ, rất là chạy rất là tốt. Kiểu dáng ngồi thoải mái, không có mỏi lưng, đi xa rất là tốt luôn. Mấy dòng xe này là rất là bền nha. Ai nó sử dụng là sẽ biết. Cực kỳ bền luôn. Turbo. Máy rinh luôn. Dòng xe này chính hãng Honda này rất là bền. Giá của nó cực kỳ dễ thương luôn. Chỉ có hai mấy triệu thôi. Chỉ có 22.500.000 nha. 22.500.000 là anh em có Honda rồi, mô tô Honda để sử dụng rồi. Xe đẹp luôn. Anh em nào mua thì chốt giá liền cho em số điện thoại là 0369 nha, 669 659 nha. Mua tôi giá rẻ luôn. Không ra chính hãng. Tạo quần chính nhập luôn. Rồi, xin chào tạm biệt các anh em nha. Tem rinh luôn nha. Anh em nào chưa đăng ký kênh bên em thì bấm đăng ký kênh giùm nha. Video sau để đưa lên từ bao 170 luôn. Video sau sẽ đưa lên một chiếc từ bao 170 luôn. Và cuối năm có chương trình khuyến mãi tặng cạc cho anh em nha.
cuối năm anh em có chương trình khuyến mãi tặng kèo cho anh em, những ai mà đăng ký kênh bên em, những ai mua xe bên em nha, like hoặc chia sẻ giùm em nha. Cuối năm anh sẽ tặng kèo cho anh em có chương trình khuyến mãi, mình thông báo cho anh em nha. Xe này rất là đẹp, xe này rất là bền nè, dòng xe này rất là bền, máy linh lung, sử dụng rất là tốt, đi xa ok, không có trục trặc, không có hư bại, đồ rất là chắc chắn. Giá của nó cực kỳ dễ thương, chỉ có 22.500 thôi. Mấy dòng xe này là dạo không trục hết nha. Chỉ có 22.500. Honda chính hãng. Hải quân chính nhập luôn. Kiểu dáng những người lớn lớn tuổi sử dụng rất là tốt nha. Chạy xa khỏe, không ngó lưng. Kiểu dáng rất là đẹp.